Frankesi đã tiến gần việc gia nhập câu lạc bộ Al Ahly ở Saudi Arabia. Thương vụ này có giá trị 15 triệu euro. Kessié đồng ý ký vào hợp đồng có thời hạn 3 năm. Tuyển thủ bờ biển Nga mới gia nhập Barca từ AC Milan vào mùa hè năm ngoái. Kessié không tham dự hai trận giao hữu tiền mùa giải vì Barca đã cố gắng thanh lý anh từ đầu mùa hè. Việc đàm phán với các câu lạc bộ Saudi đã đổ vỡ vào tháng trước khi cả hai bên đều không thống nhất được một thỏa thuận. Tuy nhiên, sau khi Barca kết thúc tour du đấu hè, việc đàm phán đã được nối lại và Kessié chuẩn bị cập bến Al Ahly. Hè này, Al Ahly đã chi tiêu cực kỳ mạnh tay. Họ đón hàng loạt tân binh bom tấn bao gồm Riyad Mahrez, Roberto Firmino, Edouard Mendy và Alan Saint-Maximin. Kessié sẽ là cái tên tiếp theo tăng cường sức mạnh của đội bóng từng về đích ở vị trí thứ 15 mùa trước. Thông tin từ nhà báo Alan Wilson cho biết, West Ham đã gửi lời đề nghị để chiêu mộ hai ngôi sao của Quỷ Đỏ trong vòng 24 giờ qua. Đó là tiền vệ Scott McTominay và trung vệ Harry Maguire. Hiện tại, Man United chưa đưa ra câu trả lời, nhưng nguồn tin này cho biết thỏa thuận có thể sớm đạt được giữa hai câu lạc bộ. Đội chủ sân Old Trafford ưu tiên giữ chân Maguire và McTominay. Chính xác hơn, họ muốn bán những cầu thủ khác như Fred Van Der Beek, nhưng cởi mở với khả năng chia tay hai cái tên kể trên nếu nhận được lời đề nghị hợp lý. Phía West Ham vẫn chưa đem về cầu thủ nào, kể từ khi chia tay Declan Rice với mức giá 105 triệu bảng. Ông David Moyes ngưỡng mộ tài năng của Scott McTominay và được cho là sẵn sàng chiêu mộ cầu thủ này với giá 40 triệu bảng. Trong khi với trường hợp của Harry Maguire, The Hammer đã đưa ra lời đề nghị chính thức 20 triệu bảng. Nhưng MU lập tức từ chối vì muốn con số gấp đôi. Chelsea đã quyết định vung tiền để đem về Axel Disasi từ Monaco. Cầu thủ người Pháp đã được chào đón tới sân Stamford Bridge bởi đồng giám đốc thể thao của Chelsea là Lauren Stewart và Paul Winstanley. Axel đã thể hiện năng lực của cậu ấy trong những mùa giải gần đây tại Pháp. Nhờ thế mà cậu ấy đã được ghi nhận xứng đáng trên trường quốc tế. Cậu ấy sẵn sàng tiến bước tiếp theo trong sự nghiệp và chúng tôi vui mừng khi điểm đến là Chelsea. Chúng tôi chào mừng cậu ấy tới câu lạc bộ và mong chờ cậu ấy làm quen với Mauricio Pochettino và các đồng đội mới trong những ngày tới. Chelsea đã chi 45 triệu euro để có được chữ ký của Disasi. Cầu thủ 25 tuổi đặt bút ký vào hợp đồng 6 năm với The Blue. Chelsea chiêu mộ Disasi vì mất Wesley Fofana trong một thời gian dài. Fofana mới gặp phải chấn thương đầu gối nghiêm trọng và dự kiến phải nghỉ thi đấu rất lâu. Chelsea cũng đã nói lời chia tay Azpilicueta và Koulibaly hè này. Điều đó đồng nghĩa rằng họ phải chiêu mộ thêm trung vệ. Disasi hoàn toàn có khả năng giành suất đá chính ở Chelsea trong thời gian tới. Ở mùa giải năm ngoái, Disasi xuất phát 37/38 trận của Monaco ở League 1. Anh đóng góp được tổng cộng 6 bàn thắng và 4 pha kiến tạo trong 49 lần ra sân. Tuy thế, Monaco chỉ về đích ở vị trí thứ 6 chung cuộc và không được tham dự cúp châu Âu ở mùa giải này.